Jack lại gây tranh cãi vì một hành động kém tinh tế khi bế bé gái. Jack sau thời gian vướng ồn ào đời tư khi có con với Thiên An thì gần đây đã tích cực quay trở lại làng giải trí. Song nam ca sĩ gốc Bến Tre vẫn liên tục vướng vào nhiều thị phi và mới đây nhất là tranh cãi liên quan đến bức ảnh Jack bế một bé fan nhí. Theo đó, trong lúc giao lưu với người hâm mộ, Jack đã hào hứng bế một bé gái và vui vẻ tạo dáng chụp ảnh. Trong khi người hâm mộ tung hô sự thân thiện của giọng ca sóng gió thì một số netizen lại bất ngờ chỉ trích vì cách bế bé gái kém tinh tế của nam ca sĩ. Trong ảnh, Jack trong lúc bế đã vô tình để tay ở phía bên dưới lớp váy của bé Phan Nhí. Dễ thấy đây chỉ là hành động vô tình và khoảnh khắc Jack bế bé gái để chụp ảnh cũng đã diễn ra rất nhanh. Nhưng chi tiết nhỏ này đã khiến Jack bị chỉ trích là kém tinh tế. Mặt khác cũng có rất nhiều bình luận cho rằng khoảnh khắc vô ý của Jack trong lúc giao lưu với nhiều fan có thể hiểu và thông cảm được. Trước đó, Jack từng là cái tên gây sốt làng nhạc Việt như một hiện tượng nhờ các loạt hit, sóng gió, bạc phận, hoa vô sắc. Nhưng sau khi lùm xùm nổ ra với ekip cũ, Jack đã tách riêng vào hoạt động solo và tiếp tục thành công với một số ca khúc là một thằng con trai, Đom Đóm. Khi đang có sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng thì Jack vướng vào scandal chấn động khi bị tố có con với Thiên An, nhưng không làm tròn trách nhiệm của người cha. Jack sau đó đã lên tiếng thừa nhận, xin lỗi và hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho con gái. Xong đến cuối năm 2022 vừa qua, Thiên An cho biết Jack hiện tại đã ngừng chu cấp cho bé Son và chỉ có một mình Thiên An, một mình chăm sóc con gái.